Hiện tại là Thép đang có mặt tại thôn Suối Giếng thuộc xã Công Hải, huyện Thuận Bắc của tỉnh Ninh Thuận. Nhiều cô chú khán giả không biết là khi mà chúng ta tới Ninh Thuận tìm những cái địa điểm du lịch sinh thái ở đâu, thì đây chính là vị trí Suối Tiên, một trong những vị trí khu du lịch sinh thái hiện tại đang rất là hot ở đây cả nhà. Không khí cũng như là cái thời tiết ở đây phải nói là lúc nào cũng mát mẻ hết. Hôm nay Thép sẽ dẫn tất cả quý khán giả chúng ta cùng nhau chinh phục cái ngọn thác cao nhất của vị trí Suối Tiên. Đi thôi. Thép đang cố gắng chinh phục những cái đoạn đường rất là khó đi cả nhà, để tới một cái vị trí mà phải nói là một trong những vị trí đẹp nhất trong cái Suối Tiên này. Cẩn thận anh ơi, cả nhà có thấy không? Bước đi của những anh quay phim phải nói là rất là cẩn trọng luôn. Bây giờ sau hơn nửa tiếng thì Thép đã chinh phục vị trí cao nhất của Suối Tiên. Đây có lẽ là một trong những vị trí mà theo Thép được đánh giá là đẹp nhất ở khu này. Ngồi đây chúng ta tắm như là một cái vòi sen tự nhiên, rất là đẹp. Thép sẽ trải nghiệm thử nha cả nhà. Sau khi video đăng tải thì hy vọng những bạn trẻ nào mà mình thích chinh phục khám phá thì lên vị trí này, nhưng mà đường đi rất là hiểm trở nên cả nhà đi mỗi lần đi 3-4 người cho nó an toàn nha cả nhà nhé. Tuyệt vời quá cả nhà, bỏ hết tất cả đi cả nhà, lên đây chúng ta cùng hòa nhập với thiên nhiên, cùng đưa cái trung tâm điều khiển của mình vào cái dòng thác đổ này, nó sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ hết những cái lo âu trong đầu mình nha. Ở vị trí này là Suối Tiên, thôn Suối Giếng, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc của tỉnh Ninh Thuận. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại Thép đang có mặt tại thôn Suối Giếng thuộc xã Công Hải, huyện Thuận Bắc của tỉnh Ninh Thuận. Ngày 1 tháng 2 năm 2021 thì Thép có quay một cái video ở đây là ăn mừng 800.000 người đăng ký. Tức nghĩa là giờ 3 năm rồi cả nhà, Thép quay trở lại. Cái hàng dừa này ngày xưa rất là hoang sơ luôn, tự nhiên bữa nay quay trở lại thì một điều bất ngờ. Ở đây họ dựng một cái khu du lịch cho khách tham quan cả nhà. Thì hôm nay thì bất ngờ vào thì thấy một cái khu du lịch chắc là mới đây, mới làm đây. Ủa em ơi, cô cho phép cô hỏi là mình làm cái này lâu chưa cô? 3 năm nay hả? Vậy là lúc trước con tới đây nó chỉ còn là cái hàng dừa thôi, bây giờ cô làm 3 năm rồi. Ủa khách đông không cô? Con thấy xe đồ dựng là xe của khách hơn cô. Là cái này của nhà mình luôn hả cô? À, vậy là một lát con ghé con đang ăn trưa luôn nha. Có nghĩa là khách rồi họ vô họ chơi trong suối hả? Đông lắm hả? Đông, thứ bảy chủ nhật thì đông lắm. À, để lát con ghé con ăn trưa ở đây nha. Con xin phép cô quay phim tí nha. Wow, tuyệt vời cả nhà. Lúc trước thì tới đây những cái hàng dừa đây nó rất là hoang sơ luôn, không có bàn tay con người đụng vào. Bây giờ thấy mình làm lại sơ thấy nhìn nó rất là tuyệt vời luôn. Ôi giời ơi, mấy bà cô đi du lịch hả? Ủa cô, hôm nay mình đi du lịch hả cô? À, ở đây họ làm những cái chòi như thế này cho mình ngồi nè hả? À, chồng cô hả? Ủa chòi 100 là sao? Không biết. Ý là cái mình ngồi cái chòi này là 100.000 á hả? Con đi khảo sát. Con lên suối. À, cái lúc trước này mấy cái trò này không có cả nhà, bây giờ có hết rồi. Hello cả nhà nha, em đi lên núi để qua hỏi thăm mấy bà cô mua hàng của Thép, hình như mua hàng giả hay sao ta. Là hôm bữa mua hàng trên Facebook hả? Trời ơi, người ta đã nói trên Facebook. Có đăng cũng giả thấy không? Người ta nói trên Facebook hàng giả mà. Đâu Facebook nào? Nói hàng giả luôn. Chị ta bán được thiệt. Trời ơi. Giả cô. Hả? Dân chị phải bán được thiệt chứ sao bán hàng giả. Có nghĩa là nó lấy hình ảnh của con nó bán hàng giả. Chứ bây giờ con bán hàng giả cho cô làm gì? À, để con sẽ
con chị nó bị viêm trong mũi á, mà ý chị thấy em lên cái này nè, chị lấy số điện thoại đó nó lấy hình ảnh của em á. Ở dưới là thấy em lên đó là chị của em nó hết, mẹ mua về chị cho con chị cho nó không có hết. Cho nên bây giờ chị gặp chạy lại hỏi luôn. Cứ lên Facebook lướt thấy bao nhiêu mua hả? Ờ, sao bà... ở đâu vậy? Đúng rồi. Đâu đầu thiệt hả chứ? Chứ làm sao? Chứ làm sao? Là gọi trực tiếp cho em chứ. Thì cái số điện thoại của em đó, em đưa cái số điện thoại đó. Là gọi, có gọi không hay nhắn tin? Gọi là nhân viên em bắt máy. Là gọi trực tiếp hả? À, gọi trực tiếp luôn. Đâu số điện thoại nào đâu? Số điện thoại nào ra đây em có mẹ đâu thấy đường nữa đâu. Để em... Bữa giờ tưởng em ra Ba Tháp sẵn hỏi luôn. Mà thế bữa... Mấy chị ở Ba Tháp mà bữa mà em... Nhà đó ấy là do mắc công chuyện không mới xuống gặp em hỏi thử luôn. Phải biết xuống hỏi thử là mua cho chắc ăn đâu bán cái này. Để em đưa cái hàng của em vô cho mấy chị coi. Bà cô bà nói chứ sao hàng thật bán hàng giả gì em thấy không? Mua ở đâu? Facebook nữa hả? Có Facebook đâu. Trời. Em làm cái gì vậy? Thiệt thiệt đi, đừng có lên Facebook nữa. Làm gì giả giả chứ. Đừng có lên. Ví dụ bé này lấy số điện thoại chị cho mua. Người ta là đầu đầu. Giờ cho chị chạy thử. Còn bữa nay lên trên đây quay về chọn tình cờ. Người ta nói là bị mạo danh mà mấy bà cô cứ nói là em làm gì thật đi, em làm giả giả. Nè, bây giờ nè, giờ cô nè. À đó, cô mua cái đó. Bây giờ nè, cái chai của em nè. Em chỉ cho biết cái nào giả nào thật, bữa nào mua. Mua thật á. Mua thật là phải gọi trực tiếp nha. Gọi trực tiếp. Đừng có lên Facebook đặt 0346090899. Rồi nè, cả nhà coi nè, cú đâm thép TV, cú đâm thép shop. Ở bên phải nó có chữ R là hàng của thép. Ngày 3/5/2024 thép có mít thêm cái nút màu xanh ở trong đây. Anh chị em nào mua cái chai viêm son có cái nút màu xanh này là của thép nha. Đặc biệt hơn nữa, chai viêm son ở đây nó có cái lớp bạc cào ra để chết. Chai chị có lớp bạc không? Chị cũng để ý con chị nó xài. Chị không đi đâu có để ý. Có cái lớp bạc để cào ra chết không? Không biết nữa. Có. Mà chị mua hồi nào? Chị mua cỡ cách đây đừng tháng mấy rồi đó. Mấy lên á. Rồi cái chai cái vòi chị nó cho, chị không có xài nên chị không để ý. Chị xài nó nói là không có hết đâu mẹ, đừng có mua nữa. Mà dưới thang người ta xài lại hết. Người ta mua rồi con các bạn về ở nhà, bà mới chỉ. Chị mới mua chị ra đi đây. Xuống cho nó con nhà nó. Tặng chị. Rồi hôm bữa cái chị này mua nách là chị mua cái loại này hay loại nào vậy? Cũng có loại này nhưng mà em cho số ở qua chị viêm mũi nhiều lắm, chị dẫn đi lên chích thuốc khác hả? Mà điều thì tên nói thép bán á, rồi mới đăng lên mới mua. Mua hồi nào? Viêm son mũi. 3 tháng rồi mà nó nói xài không hết. 3 tháng hả? Mà chị mua Facebook hả? Facebook. Rồi luôn. Dính chữ hàng giả luôn. Rồi tặng cho chị chai này nha. Cái này là tay lên nách hả? Cái này khử hồi nách. Là mua gọi trực tiếp nha. Đừng có lên Facebook mua nha. Ấy là tiếp về tiếp cho số điện thoại đi. Rồi cái đây. Gì hết rồi mình mua. 0346 0908 99. Rồi gọi trực tiếp, không nhắn tin Facebook nữa nha. Để tặng cho cô con trai luôn nè. Đó tặng cho cô con trai luôn. Mũi đem theo con trai à? Gọi trực tiếp. Gọi trực tiếp số cho em. Số này số 99 là Phan Thế. Đúng rồi. Tại nhà nó nách nó nặng lắm. Dạ. Ôi dồi ôi, thanh niên ở đây tắm suối kìa. Rất lầy hả? Anh em ơi, cho anh xuống tắm chung với được không? Được không? Được không? Cho anh xuống tắm chung với được không? Được hả? Ok ok. Wow. Đúng là ở đây họ đầu tư chỉnh chu. Cái chòi cả nhà thấy không? Ngồi ở đây canh trưa. Thứ nào chịu nở ở đây có mấy cái nữa nè. Xuống đây gặp mấy anh thanh niên ở dưới đây. Quá đẹp luôn rồi. Mình ở đâu? Ở đây luôn hả? Đây là một trong những cái vị trí du lịch của Suối Tiên. Nó chưa phải gọi là nơi đẹp nhất ở đây đâu. Còn khúc trên nó có những vị trí nó ảo lắm cả nhà. Ở đây là chỗ đây là cái khu tắm của mấy anh em đồng bào rất là ở đây. Và lên kia nữa, mình sẽ chịu khó dẫn cả nhà đi lên sâu chút xíu nha, để chúng ta ngắm hết cái vẻ đẹp ở đây. Sau này mà thứ bảy chủ nhật á, mình có những cái vị trí nào để mình tới mình du lịch sinh thái với gia đình mình nha. Đi lên kia mình đi lên kia tí nha. Bên kia đẹp hơn nữa đúng không? Cảm ơn cả nhà nha. Ở đây có một cái cây
rất là mát luôn, nhìn rất là hùng vĩ luôn cả nhà. Đi xuống cái cây này, ở đây một ngày tiếp rất là nhiều đoàn du lịch nha cả nhà. Người ta đi du lịch sinh thái, nhưng mà điều đáng buồn ở đây cả nhà có thấy không, một vị trí ngồi ăn nhậu rất là lý tưởng nha, mà đống rác đó, chơi xong rồi bỏ đây luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, một cái khung cảnh nhìn rất là đẹp luôn, tự nhiên thấy cái đống rác nhìn nó phải nói là rất là mất thẩm mỹ luôn nha cả nhà. Anh em đi chơi chịu khó cầm cái bao theo, ăn nhậu xong gom hết bỏ vô bao xách đem về, kiếm chỗ nào rác bỏ, hoặc là đừng có đốt ở trong đây. Đốt trong đây biết sao không cả nhà, biết sao mà thép góp ý là không được đốt không này cả nhà, xem nè, đốt nè. Ví dụ như cái hòn đá này nó đang đẹp, mình đổ bị mình đốt, tự nhiên đá nó nám đen là mất đi cái thẩm mỹ cái thiên nhiên cả nhà. Đó, nên đốt ở đây bị rồi nó cháy, nhìn nó rất là kiểu mất thẩm mỹ cả nhà. Đó là cái lời góp ý kiến cá nhân của mình thôi nha cả nhà. Mình đi tới chơi ở đây cầm theo cái bao gom rác nha. Đây một vị trí tắm lý tưởng nè. Tới đây xuống rồi bắt đầu xuống đây tắm ngâm mình dưới đây. Mình để trái cây hay là mình khách du lịch mình đi chơi mình có bia có đồ á, mình cứ ngâm xuống đây, tại cái suối này nó mát lắm nha. Lúc trước 3 năm trước thép đi rồi nó mát lắm. Rồi bia bọt trái cây để đây, tắm xong ngồi đây phơi nắng này không. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Chịu khó lên chút xíu nữa. Đi. Ở đây cũng rác đồ, cũng tấp ở cục đá nhiều lắm nha cả nhà. Cả nhà đi chơi mình chịu khó mỗi người một ý thức nha, để góp phần thiên nhiên nó xanh sạch đẹp hơn nha cả nhà. Chứ đừng có kể chắc những người ở đây họ dọn nha. Họ dọn thì đôi khi cũng mất thời gian lắm. Mấy con đi đâu vậy? Đi chơi. Họ đi chơi hả? Ừ. Ngày nào cũng xuống đây chơi hay sao? Hả? Ngày nào xuống đây chơi. Đi chơi hả? Ừ. Rồi đi chơi là... Đi chơi là nhà mấy con ở đây hay sao? Không, xa lắm. À, xa lắm hả? À. Mấy con có rảnh không? Không. Hả? Con có rảnh không? Không. Sao không rảnh? Con có rảnh không? Cái đường con... ạ. Hỡi? Thằng này nó nói kêu đừng rảnh nó đừng rảnh nè. Mình hỏi con có rảnh không? Thằng này nó kêu có. Mà thằng này nó kêu... Đây. Đây. Con giúp chú thép một việc được không? Được nào. Hả? Được nào. Mà có đồng ý giúp không? Đồng ý thì chú mới nói chứ. Giúp chú một việc nha. Nha. Đây. Đi không? Nào ơi. Ừ? Nào nha. Nào, đi đâu? Đi dọn rác. Thấy đống rác trên kia không? Đi dọn rác lát cho chú tặng bánh cho mấy con nha. Ok không? Rồi đi theo chú. Đi, dẫn hai thành bạn nhí thanh niên này. Mấy con thấy cái đống rác bên kia đúng không? Để chú dẫn đi cho. Chồng mày, mấy em mới dọn rác cả nhà. Rồi qua đây. Rồi đây, qua đây, xuống đây, xuống đây. Xuống đây, nào xuống đây. Xuống đây. Dọn rác ở đây cho chú ơi. Lấy cái bị màu vàng vàng á. Hai con hai cái bị lụm rác lại hết. Đây. Lụm đi. Lụm đi ra về kia bỏ nha. Cả nhà có thấy không? Mình làm bỏ rác mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó phải nhặt cả nhà. Đó. Sau này mình tới đây mình chơi là mình phải ý thức nha. Nhặt đi. Lát đem xuống kia cho chú nha. Cho nó nhặt cái đem xuống kia, còn mình phải lên kia mình review cả nhà. Đó. Phần thưởng của mấy con đây. Chú thép tặng cho con nè. Tặng cho con. Dạ cảm ơn. Cảm ơn ai? Cảm ơn chú. Biết chú tên gì không? Không biết. Không biết hả? Bây giờ nhiệm vụ của hai con là nhặt hết cái này nha. Rồi nhặt hết cái này xong bắt đầu cái đem xuống cái nhà này, cái nhà của cái nhà quán á, bỏ vô đó cho chú nha. Lát xuống chú xuống chú kiểm tra nha. Rồi trên đường đi á, đây cái này để mình bỏ nữa mà, cái này nè, cái này để bỏ thêm nữa, lát nó bỏ đầy lấy gì bỏ. Đi vòng vòng coi còn nhặt hết luôn nha. Lát chú đi xuống chú kiểm tra nha.
Rồi ok. Mấy con qua đây phụ nhặt rác với bạn ơi. Vòng nhặt rác đây, lát mua bánh cho bạn ăn với nha. Dạ. Rồi chú đi nha. Mấy bạn thấy giỏi không? Qua đây vòng vòng phụ nhặt rác đi. Lát nữa bạn nó mua nước cho uống. Đi con. Hy vọng là cái hình ảnh này cô chú anh chị nào mà xem đi du lịch những cái con suối này nói riêng nha, những con suối kia nói chung nha, mình đừng có làm mất cái thẩm mỹ cái khu sinh thái nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ mình lên suối kia nha. Đường đi cũng khá là hiểm trở. Đây mình sẽ leo lên cục đá này. Rồi qua đây. Đấy. Ê mệt quá. Ủa rồi mấy em ở đâu tới đây? Ở Phú Quý luôn anh. Ôi dồi, vậy là cùng quê với anh rồi. Ở Phú Quý là cùng nhà rồi. Đi mấy người? Rồi ăn trưa chưa? Hả? Ăn xong xuống tắm cử rồi. Ăn xong rồi hả? Ăn cử rồi, giờ lên cử nữa. Trời, anh tưởng nó còn đồ ăn, anh vô anh ăn ké nữa. Còn hả? Đi lên kia tắm đi, lên kia đẹp kìa. Dạ, kia đẹp à. Đi. Đi lên tắm với anh đi. Đi lính về gặp cú. À một lát nhớ ăn nhớ rồi dọn rác nha. Dạ, dọn cho anh. Dọn cho sạch sẽ nha. Ủa quá quá trời đây rác đây. Kể người ta xả mình dọn luôn đi. Dạ. Sẵn lát anh quay rồi người ta thấy người ta tự dọn chứ. Đây nè, quá trời quá đất luôn anh em ơi. Trời ơi trời. Ui dồi ôi. Ở lụm luôn đi. Chắc lát nó, mấy em nó quên cả nhà. Ồ, Làm mất đi cái thẩm mỹ hết rồi. Ừ cả nhà thấy không? Đó. Quá trời quá đất luôn mấy anh ơi. Đó lụm đem về cho đừng đốt nha. Em biết sao không, đốt nó đèn cái đá nó xấu. Lụm đem về giùm anh nha. Anh đi qua kia cái. Cả nhà có thấy đường đi hiểm trở không? Khó đi lắm. Lên vị trí kia đẹp. Khu vực đuối nước. Có ghi một tấm bản khu vực đuối nước luôn. Đẹp ghê gớm luôn cả nhà. Giờ kiếm đường leo lên tiếp nha. Leo lên đây. Cả nhà thấy thép đi cái độ khó không? Người quay phim còn khó hơn gấp 10 lần mình đó nha. Quay phim phải quét cái máy 5kg nha cả nhà. Cả nhà có thấy không? Thép leo rất khó nha. Cái người quay phim còn khó gấp 10 lần mình á. Nhưng mà họ cố gắng cầm cái máy giữ 7kg nha cả nhà. Ở đây không biết ai ăn uống ở đây cả nhà. Chắc lát nữa mấy bạn sẽ tự dọn nha. Quá trời luôn. Tắm hơn em cho anh tham gia với. Ôi rồi ôi đẹp quá à. Em học trường nào? Cao đẳng nghề hả? Ở đây có mấy bạn nữ. Mấy em học trường nào? Em này xin nhìn quen với ta. Dạ. Không quen đó anh ơi, Cái chỗ uống bia ở dưới đây anh thấy là ai uống vậy? Dạ, cái chú nãy mày... uống xong xả rác cho em anh à. Uống xong xả rác gì luôn hả? Có kêu dọn hay mà không chịu dọn đâu. Trời ơi. Mà kiểu kêu dọn rác mà còn kêu dọn rác mà còn thái độ nữa anh à. Còn thái độ nữa hả? Kiểu già rồi, kiểu mấy em. Trời ơi. Thôi lát mấy em phụ dọn nha. Lát phụ dọn hay kệ. Lát anh đăng cái video này là lần sau người ta coi người ta nhột à. Nói mà còn thái độ nữa hả? Trời ơi trời. Ở nhà có thấy mấy bạn trẻ nói không? Mấy bạn trẻ nói là những người lớn tuổi họ tới đây họ ăn nhậu đây. Mấy bạn có nói nhưng mà người ta còn thái độ nữa cả nhà. Bởi vì người ta nói á, lớn hay nhỏ không quan trọng cả nhà. Quan trọng là cái ý thức. Chứ giờ mình lớn mà mình không có ý thức thì mấy đứa nhỏ nó cũng không có tôn trọng mình đâu cả nhà. Nên mình phải có ý thức.
chứ đâu phải mình lớn mình muốn làm gì làm đâu. Wow, không thể tưởng tượng nổi luôn. Một cái view cảnh phải nói là xuất sắc luôn. Cả nhà tưởng tới đây là hết rồi đúng không? Chưa đâu, còn vào trong kia nữa. Thép đã từng chinh phục ở vị trí đó rồi. Nó đẹp, đẹp một cách phải nói là lạ thường, ấn tượng kinh khủng khiếp. Chỗ này nguy hiểm nè, không biết anh em có chinh phục được không. Chỗ này nếu leo ra qua được chỗ này nè là một tiên cảnh nè. Anh em có làm được không? Chinh phục được không? Được đúng không? Ok. Thép đang cố gắng chinh phục những cái đoạn đường rất là khó đi cả nhà, để tới một cái vị trí mà phải nói là tuyệt vời. Một vị trí mà Thép nghĩ là một trong những vị trí đẹp nhất trong cái suối tiên này. Mời cả nhà cùng Thép nha. Đường đi rất là hiểm trở, mình đi không có máy quay nha, mà mình đi rất là khó nha. Còn những anh em quay phim của Thép là đều có máy quay hết, nên cái cung đường phải nói là nó rất là khó khăn cả nhà. Cẩn thận anh ơi. Cả nhà có thấy không? Bước đi của những anh quay phim phải nói là rất là cẩn trọng luôn. Có chân đạp đạn dây, nó mất đà cái chân nha. Cầm đạn dây lên. Thép đi một mình thôi, nhưng mà khó leo quá. Khó leo quá hả? Đây, từ từ lên anh ơi. Ồ, bởi vì anh em nào mà theo Thép quay phim là phải vượt được địa hình nha, chứ mà không có khả năng vượt địa hình là cũng bó tay luôn á. Rồi, an toàn rồi. Mỗi lần mà đi trời nóng á cả nhà, thì cái bệnh viêm da tiết bã của Thép nó nổi lên màu đỏ đỏ cả nhà thấy không? Cái bệnh này nó rất là phiền luôn nha, nó ngứa ghê luôn. Rồi, tiếp tới chúng ta cùng nhau chinh phục một trong những cái vị trí đẹp nhất của suối Tiên mà ít người biết lắm. Thép đã vô tình đi một lần trong đây rồi, Thép đã biết ở vị trí đây rồi. Nên mình sẽ dẫn cả nhà đi. Chắc là mấy em ở nãy chưa biết ở đây đâu. Sau khi mấy em xem cái video này của anh Thép thì chắc chắn là lần sau mấy em sẽ vào đây. Tiếp tới là một cái cây cổ thụ. Thép đang đứng ở một độ cao khoảng tầm không có gần 100m so với mực nước biển nha cả nhà. Ở vị trí này thì chúng ta có thể thấy không, nhìn xuống nè. Đó, ở vị trí này là mới là ở độ cao tầm trung thôi, chưa gọi là cao nhất ở vị trí này. Vị trí này chúng ta nhìn thấy không, mấy bạn đang tắm ở dưới. Ở đây nó sẽ có một khu tắm, hai khu tắm, ba khu tắm và 4 khu tắm, nó sẽ có tổng là 5 khu để chúng ta tắm nha. Cái khu số 5 là một trong những khu đẹp nhất. Thép đó là một người vô tình khám phá ở đây. Thì những bạn trẻ này họ chỉ biết khu 1, khu 2, khu 3 thôi. Khu thứ 5 chắc chắn với cả nhà luôn họ chưa biết đâu. Sau cái video này chắc có lẽ là sẽ có nhiều bạn trẻ chinh phục cái khu thứ 5, nhưng mà khu thứ 5 đi đứng phải cẩn trọng nha, chứ không thể nào mà mình tự đi một mình được. Tự đi một mình rất là nguy hiểm cả nhà. Đi, tiếp tục khu thứ 5. Ở vị trí này có một cái cây phải nói là rất là to luôn. Nó nằm ngay chính giữa suối cả nhà. Cái cây này mà chúng ta nằm lên đây, thấy con người chúng ta thật nhỏ bé cả nhà. Cây này chắc phải cỡ, Thép nghĩ một cái thân cây này chắc phải ba người ôm hết cái cây này. Chụp tấm hình làm kỷ niệm nha. 3, 2, 1. Đẹp không cả nhà? Ở góc bên đây thì nó sẽ lấy cái vách núi ở phía sau, nhìn rất hùng vĩ luôn. Vị trí góc bên đây thì khi mà chụp ra thì chúng ta thấy được cái cánh đồng ruộng. Vị trí nằm ở hướng Tây. Đó, một tấm hình kỷ niệm nha. 3, 2, 1. Đó, cả nhà thấy ảo không? Chưa hết đâu. Đây nữa nè. Đứng góc đây chụp nó cũng ảo nữa cả nhà. Đó, vị trí đây chúng ta nhìn ra được phía hướng Tây nha cả nhà. Đây, đứng đây cũng ảo nữa nè. 1, 2, 3. 3 tấm hình rất là lý tưởng luôn. Thứ nào chịu nổi cả nhà. Đây cả nhà, ở đây ngồi xả rác ra thì mấy bạn còn đốt cây nữa cả nhà thấy không. Cây này nó đang đẹp. Mấy bạn
vô tình hay cố ý gì thép cũng không biết nữa, đốt cháy luôn cây cày trong này luôn, cháy luôn cái khúc kia luôn cả nhà. Đó, chắc là cái khúc này á là nó bị mục á, xong bạn nào vui vui tay đốt luôn nó cháy luôn cái khúc đó luôn, hay là có thể là nó chưa chết đâu mà vô tình đốt cái nó khô nó cháy luôn khúc đó luôn cả nhà. Mấy bạn nên có ý thức bảo vệ môi trường nha, nếu mà cái cây này nó cháy rất là phí luôn cả nhà, uổng quá. Cả nhà ơi, chúng ta chinh phục được rồi cả nhà. Nãy giờ nửa tiếng leo núi, leo đá không à. Một tiên cảnh, vị trí tấm số 5 chuẩn bị hiện ra cả nhà, đi vào đây cùng với thép. Vị trí này phải nói là những bạn trẻ rất là ít vào đây. Chỉ có những người dân bản địa ở đây họ mới biết vị trí này. Vị trí này là vị trí tấm cuối cùng, cũng là một vị trí cao nhất ở khu suối tiên này. Lúc trước thép đã nướng, thép đã làm một cái video ăn mừng 800.000 người đăng ký ở trong đây, nên thép biết vị trí đây. Đây là cái vị trí mà ngày xưa thép cắm cái trại ở đây. Thép ăn mừng 800.000 người đăng ký ngay vị trí này, nhưng lúc trước á là trong đây nó có nước nè. Còn bây giờ á là kiểu như là nước nó ít quá nên đây nó khô nha cả nhà. Đây, vô đây. Ồ, ở đây thì những bạn họ ăn uống họ cũng không có dọn rác cả nhà. Từ đầu trên xuống đầu dưới luôn. Đây này cả nhà, mình đi chơi á, muốn nghỉ mát á lên đây. Đó, trốn mưa, trốn nắng luôn, lên đây nằm. Trong đây nó có cái hang cả nhà thấy không? Đừng có chui vô đó nha. Chỗ đó mát, rắn nó hay ở nha. Ngồi đây cho nó an toàn. Canh đêm đừng ngủ đây nha. Rắn, bồ cạp, rít. Một trong những cái nơi ẩm thấp mà rắn bồ cạp rít nó hay ở cả đêm, đừng ngủ ở đây. Chỉ có ngày mình ngồi chơi thôi, đừng có vô vị trí đó nha. Chỉ đó hay có rắn rít bồ cạp nha. Đó, ngồi là an toàn nhất là vị trí đây. Ở đây mưa là không sợ cả nha. Lúc mà nước mạnh á thì ngay mực nước này nè. Đây, nước nó lên silo mực này. Để nó để lại dấu rằng cả nhà thấy không? Là lúc đó nước mạnh nha, còn bây giờ mùa hè nước nó ít rồi. Nên nó sẽ không lên đây. Mình ngồi đây nó an toàn. Đó, mà lúc mà mưa mà khoảng một cây mà mưa lớn á thì nước nó có thể lên đây nha cả nhà. Mình đang ngồi vị trí suối này mình chơi đúng không? Vô tình mình thấy mưa lớn thì cả nhà rời bỏ nha, chứ đừng ngồi đây nha. Một lát nữa nước trên đầu nguồn nó xuống á là không có chỗ chạy là chết đó nha cả nhà. Không có chỗ chạy là coi như là mình không đường chạy, là coi như nước nó cuốn mình đi xuống kia luôn á. Đứng vị trí đây chúng ta nhìn lên nè, thấy trời không? Nhìn ở vị trí này lên rất là ảo luôn. Bây giờ thép sẽ lên đó chinh phục thử nha. Thép mới phát hiện ra một cái vị trí tuyệt đẹp luôn. Đây là đống rong nha, đi cẩn thận té nha. Cả nhà thông cảm nha, mình tới đây là mình phải tắm. Không tắm nó phí cả nhà. Nhưng mà anh em đi cẩn thận nha. Đấy. Ồ, bám chắc, này trơn lắm. Ồ, nhưng mà vị trí đây là không trơn này cả nhà. Đây, ok ok. À, trong đây đẹp nữa nè. Đi từ cẩn thận nha anh em ơi. Chỗ đây mà mình ngồi thiền hay là mình tu tập được thì phải nói là thứ nào chịu nở đúng không cả nhà. Đẹp ghê gớm luôn. Đây chính thức là một trong những cái vị trí nó suối nó đổ xuống đẹp nhất ở khu đây, và chính là cái khu cuối cùng mà mình chinh phục. Nãy giờ sau hơn nửa tiếng thì thép đã chinh phục vị trí cao nhất của suối tiên. Đây có lẽ là một trong những vị trí mà theo thép được đánh giá là đẹp nhất ở khu này. Ngồi đây chúng ta tắm như là một cái vòi sen tự nhiên, rất là đẹp, thép sẽ trải nghiệm thử nha cả nhà. Sau khi video đăng tải thì hy vọng những bạn trẻ nào mà mình thích chinh phục khám phá thì lên vị trí này, nhưng mà đường đi rất là hiểm trở nên cả nhà đi mỗi lần đi 3-4 người cho nó an toàn nha cả nhà nhé.
khi mà thép cho cái dòng thác nước này nó rơi trên đỉnh đầu của mình thì cảm thấy những cái suy nghĩ lo âu nó tan biến hết cả nhà. Thậm chí bây giờ mà thép thiếu tiền ai, thép gì thép quên luôn cả nhà. Nên bạn nào mà có thiếu nợ ai á, tới đây nước nó xả xuống cái tự nhiên quên mất hết cả nhà. Đó, anh em nãy giờ leo núi rất là mệt rồi, bây giờ có một cái buổi tắm đó rất là ấn tượng luôn, nhớ cả đời luôn cả nhà. Mấy bạn trẻ thanh niên thì mình nên cố gắng chinh phục cái vị trí cuối cùng này nha. Đó, có những cái tấm ảnh check-in cực kỳ ấn tượng luôn. Mấy em học sinh xuống đây tắm một cái bể rất là đẹp ghê. Có ai trốn mẹ đi tắm không? Nói anh biết chừng về anh cắt ra anh bỏ. Là xin đàng hoàng đúng không? Dạ. Rồi ok. Xin đàng hoàng thì thép không cần phải tắm. Ơi thép không cần phải cắt nha cả nhà. Ở đây cái bể bơi này cả nhà thấy không? Đó, lên rồi tắm. Những cái bạn trẻ mà làm biến đi thì có thể hai cái bồn này nè. Mình có thể tắm bồn này, bồn kia. Ba cái bồn mình tắm nha. Ở dưới kia có cái bồn là bồn thứ tư. Cái bồn hồi nãy mình tắm là bồn cuối cùng. Cái đó vị trí đó là vị trí cao nhất, nguy hiểm nhất, đi có thể là xảy ra sự cố té đồ này kia. Nên đây là hai cái bồn có thể an toàn nhất và gần nhất. Ở vị trí ở dưới mình có thể di chuyển lên tới đây là khoảng 10 phút. Vị trí trên cùng mà thép di chuyển lên mới nãy là cỡ nửa tiếng. Đó, nên cả nhà cân nhắc nha. Cân nhắc trước khi chinh phục cái bồn cuối cùng. Lúc trước cách đây 3 năm trước con có tới đây, con quay một cái video ở đây lúc đó còn hoang sơ lắm. Mà lúc đó con cũng chưa thấy ai họ làm du lịch ở đây. Hôm nay 3 năm rồi trở lại đây thấy phát hiện ra là cô tên Lon đúng không? Đúng, cô Lon hiện tại là đang làm cái chỗ này thành một cái khu du lịch sinh thái rất là ấn tượng luôn. Thép thấy nãy giờ thấy sơ sơ mấy bạn trẻ ở đây thì chắc cỡ 50 người hả cô? Cái cỡ đó. Mỗi ngày cô tiếp khoảng bao nhiêu khách? Cỡ 50 người á. Dạ. Riêng thứ bảy chủ nhật từ đông. Thứ bảy chủ nhật khoảng bao nhiêu? Chắc cũng 100 người á. 100 người luôn hả? Thứ bảy chủ nhật. Dữ vậy? Ta đi cho từ ngày nghỉ á. Nghỉ ta đi cho đông. Dạ. Cô hoạt động là 3 năm nay rồi. 3 năm rồi, cô làm đây 3 năm rồi. Mỗi ngày hỏi cái này nó hơi tế nhị tí, ngày kiếm 100 triệu không cô? Thì phí vô có 10.000 người à, lấy chủ yếu là à là vô 10.000 hả? 10.000. Trong đó là mình giữ xe, vừa dọn dẹp rác rớn là vô đó. 10.000. Phụ thu dọn dẹp rác rớn với lại giữ xe cho họ. Dạ. 10.000 một người. Là có khi mà họ tới đây họ chơi, họ đem đồ ăn theo. Thì em tự do. Tự do luôn hả? Không có tính tiền phí phụ thu gì hết á. Dạ. Cứ vô cổng là 10.000. Dạ. Mà trong đó là vừa giữ xe mà vừa dọn dẹp vệ sinh luôn. Dạ. 10.000. Ủa? Thép thấy cô, cái bà chị này vét rác có nghĩa là khách ở đây họ ăn uống họ cứ để ở đây cho mình tự dọn bỏ là cho mình tự dọn đốt luôn. Làm một ngày hai người làm, ngày nào cũng làm hết đó. Ủa sao mà mình không có, lúc mà họ vô họ chơi mình không có nói họ là mình đưa cho họ cái bao họ tự ăn, họ tự ý thức bỏ vào luôn. Mình cũng nói chứ mà biểu ý thức chứ mà họ không có ý thức là ăn xẻ tùm lum tà lưa vậy. Bắt đầu hai chị đây phải dọn dẹp. Là phải thuê hai người riêng để dọn. Ngày nào cũng hai người dọn dẹp hết á. Mà mỗi người tới đây mình chỉ có mất có 10.000 thôi. Có 10.000 à. Vừa dọn dẹp. Rẻ kìa ha. Vừa giữ xe vừa phí dọn dẹp rác rến luôn á. Thì cũng để bản đàng hoàng mà. Mà rẻ quá cô ơi, 10.000 con nghĩ rẻ. Tới đây tắm sao? Rồi hòa nhập với thiên nhiên mà đã vậy xả rác phải mướn công mấy. Ngày nào cô cũng muốn hai người làm hết á. Vậy là cô đã có nói họ là nhưng mà họ cũng vẫn xả vậy. Vẫn xả bình thường, có để dọ họ cũng không có bỏ. Trời, có người trời. Thì người ta có ý thức mà số mặt phần số ít lắm. Không mà nãy giờ con cũng quay rác ở dưới đó nhiều lắm. Thì hy vọng sau khi video con đăng tải lên nó lan tỏa một cái điều tích cực, biết đâu sau này họ tự xem mà tự ý thức được cả nhà. Đó, tới cái chỗ nào cũng vậy, mình ăn mình cầm theo cái bao, mình biết mình đi du lịch sinh thái thì phải cầm theo cái bao. Ăn bỏ vô cái bao, vác cái bao đem về. Không chứ còn họ mà ví dụ họ ăn rồi gom lại một chỗ cho mình bưng mình đổ cũng được hay là mình đốt được cũng được. Dạ. Họ không có ý thức ít lắm. Họ cứ ăn rồi xẻ tùm lum hết. Dạ. Rồi mình phải đi. Dạ. Chứ còn yêu cầu là họ cứ khách cứ ăn xong rồi dồn đó cho mình tự dọn. Mình tự dọn cũng được. Cô biết tại sao khi mà mình tự dọn nó nhiều cái bất cập ở đây là như thế này này cô nè. Khi mà cô dọn là cô để đây đúng không? Thì khi cô đâu có vác lên trên, cô đây cô đốt một lỗ nó đen thui đây. Xong cái bên vị trí này nè, đốt lỗ nó đen ở đây nữa. Đó. Nó đen ngay đây nữa nè. Thì cô có nghĩ một năm cô đốt biết bao nhiêu cái lỗ này thì sau này á
vài năm sau á là tự nhiên cái vị trí này nó không có thành một cái vị trí tự nhiên không nữa. Có riêng mà nó sẽ nước, đen đen như thế này nè, nước lục nó xuống là nó tống đi hết à. Ờ, nó đen mùa, đen như thế năm này là một mùa đó. Mưa là nó xuống nó tống hết. Riêng cái vị trí này nhỏ thôi mà thép có thấy là 7 vị trí đốt thì nó mất đi cái thẩm mỹ thiên nhiên á. Nên có thể là ví dụ như mình dọn là mình lấy cái bao mình dồn mình đem lên kia mình đốt một vị trí tập trung cũng được, thì nó sẽ làm không mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên của thiên nhiên cả nha. Sau này đó, mình làm gì cũng được. Dạ. Đây là con góp ý theo ý kiến cá nhân của con nha. Cảm ơn thiếp, nếu gì góp ý kiến thì cũng cảm ơn. Mà quán cô có gian không làm cho con vài món hay? Có ghẹ. Được, làm đi vô. Vô con cũng đói bụng rồi. À đây. Đây cô. Là ở đây là mình có món đặc sản gì cô? Đặc sản ghẹ với lại dơi. À. Vậy cô làm cho con hai món hay? Cô nghĩ là mình nên dồn tập trung cái chỗ nào đó đốt nó hay hơn cô? Được mà, nếu mà gì thì... Đây nè, vị trí này đào cái lỗ nè, dồn rác bỏ vô cái lỗ đó, rồi mình đốt nó. Để cái gì thì cảm ơn. Cả nhà thấy hợp lý không? Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi nha. Cảm ơn thép. Dạ. Cô đầu tư ở đây nhiều không cô? Cũng rai rai. Có vài trăm triệu chưa cô? Cũng chưa biết, không tính nữa. À. Cứ làm thấy tâm. Đầu tư từ từ hơn. À, đẹp vậy hơn. Con dự tính là tới đây khảo sát để phát quà cô ạ. À? Dạ. Bữa nào cô có thể cho con mượn cái sân được không? Được chứ. Con mượn cái sân con phát quà nha. À, rồi, ok. Sau khi mà thép tắm xong, chinh phục xong cái vị trí cao nhất ở Suối Tiên thì chủ quán có làm dùm thép con gà này là được làm sẵn rồi cả nhà, được làm sẵn hết rồi. Khách tới đây là du lịch là có sẵn luôn, để trong tủ lạnh là họ lấy ra họ chế biến cho mình luôn. Ngồi ở đây thì nhìn ra khi thấy vị trí bà con đang giặt đồ cả nhà thấy không? Ở đây nó có cái vị trí một cái con đập nhỏ để bà con ngồi để giặt đồ. Bà con đó là người rất lây nha cả nhà. Cái thôn này là thôn rất lây. Lát thép ăn xong rồi thép dẫn cả nhà đi vòng vòng đây tham quan nha. Thép có cái dự tính là hôm nay mình sẽ tới đây khảo sát, để cái thứ bảy này mình sẽ tiến hành đi phát quà cho bà con ở đây nha. 3 năm mà trở lại đây thì cũng muốn tặng cho bà con đây một phần quà. Mời cả nhà, hôm nay đi 4 anh em nha cả nhà. Lúc nào thép cũng đi 4 người hết. Cả nhà biết lý do tại sao đi 4 người không? Thứ nhất là ra đường á, nhiều anh chị mua hàng giả, tưởng đâu mua hàng giả của mình, tưởng đâu mình lừa đảo, lỡ quýnh mình thì có 3 anh em xúm lại càng cả nhà. May mấy bà chị mà nãy là phụ nữ chứ gặp ông nào ông nóng nóng là ông quýnh được. Bởi vì cô chú mua hàng là cứ về cho thép nha, đừng có lên Facebook đặt hàng giả nha. Hàng giả là cứ ra đường nói ủa mày sao làm từ thiện mà bán hàng giả. Em đã đi làm từ thiện rồi mà em ngu gì em bán hàng giả mấy anh mấy chị ơi. Nên là mình phải biết cái nào giả nào thật nha cả nhà. Bữa nay cuộc sống giờ thật thật giả giả nó mệt lắm cả nhà ơi. Với lại biết sao đi khám phá mà những cái cung nguy hiểm như thế này mình phải đi 4 người. Lỡ mà có chuyện gì là 3 anh em khiêng về. Chứ một người thì đi khiêng xe cấp cứu, còn 2 anh em thì khiêng về. Chứ đi 1 người là té không có ai biết đâu cả nhà. Rồi ăn đi, nói tầm bậy bạ mà. Mời cả nhà ăn miếng cháo gà. Mời cả nhà luôn nha. Ngon. Ở đây mà cả nhà không đi nó phí lắm. Thép nói thật. Cháo ngon luôn ta. Nè anh em leo mấy cái chỗ đó thấy nguy hiểm đúng không? Nó đi rồi mà nó nhấc chân luôn á. Nhưng mà em bay khó điều quá. Thôi sau nó còn một hàng dài nữa. À còn hàng dài nữa hả? Vậy là còn nữa hả? Hàng đá dài á. Để cống hiến những cái view cảnh để chia sẻ đến tất cả quý khán giả thì chúng ta phải chịu mạo hiểm cả nhà. Để cả nhà biết cái Ninh Thuận của thép còn rất là nhiều chỗ đẹp lắm. Chỗ này là chưa phải đâu. Còn một vị trí nữa là thác Cha Bơ. Cả nhà muốn chinh phục thác Cha Bơ thì cứ lên kênh Cú Đấm Thép, bấm là thác Cha Bơ Cú Đấm Thép. Một trong những cái thác đẹp nhất của tỉnh Ninh Thuận này. Thép khẳng định với cả nhà luôn. Lên đó. Nhưng mà đường nó cũng rất là khó đi nha cả nhà. Đó. Dành cho những bạn trẻ thích chinh phục nha. Còn những người lớn tuổi thì tốt nhất là đừng vào đó, nó trơn lắm. Chỗ này là chưa phải là chỗ đẹp nhất của Ninh Thuận. Và bữa nó dẫn anh em đi cái thác Cha Bơ ở trong, nằm sâu trong rừng. Thác nó đổ ở trên núi, nó đổ xuống cao mấy chục mét á. Ghê vậy? Ừ. Cái này là chỉ gọi là tới đây gọi là nó đẹp mà gọi là
theo cái thép đi nhiều là thép biết ở đây gọi là cũng đẹp, nhưng mà vẻ đẹp ở đây là an toàn, ai có thể chinh phục, ai cũng có thể chinh phục được. Nhưng mà vị trí thác Cha Bơ là chỉ có thanh niên chinh phục được, người lớn tuổi là thu bó tay, nó trơn nó trơn khó chịu lắm. Thưởng thức thử món gà của bà cô, gà nhìn xé ra nó dai đã ghê ta. Nhà núi mà. Anh em mình ăn xong mình sẽ đi khảo sát bà con ở đây, với lại xin phép chính viên ở đây chuẩn bị mình phát quà ở đây nha cả nhà. Đúng ngon luôn. Đã quá. Phép review cái đùi gà núi của anh em rắc lây ở đây cho cả nhà xem nha. Cái đùi chấm muối tiêu của bà cô chủ quán làm rất là ấn tượng, rất ngon. Mời cả nhà. Dai ghê. Đã quá cả nhà. Muối tiêu làm cũng ngon. Gà dai. Ngon. Thép cứ ngỡ là những cái hình ảnh này là chỉ có trong tranh cả nhà, nhưng mà ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn. Hai cô đang giặt đồ. Hình ảnh này mà tìm kiếm chúng ta rất là hiếm cả nhà. Khi mà lên núi mới thấy được những hình ảnh này cả nhà. Anh em mình quyết định sẽ băng qua cái bờ suối này để qua hỏi thăm hai cô đang làm gì cả nhà. Cô ơi, cô giặt đồ không cô? Đẹp quá, ở đây đẹp quá. Cả nhà nhìn cái góc này nè. Đẹp không? Còn góc này nữa nè. Góc này nhìn vô suối nè. Trời ơi. Chưa hết đâu, còn đây nữa nè. Góc đây nữa. Góc này góc hướng hướng đông, góc này hướng bắc, góc này là góc hướng tây, hướng núi. Đó cũng có cô đây giặt đồ ha. Mới nãy là nhiều, nãy là ngồi hàng luôn. Nhưng mà đi về hết rồi. Còn đây là góc hướng nam. Là góc của cái khu nhà của cô cả nhà. Đó. Đất này nhà cô kể với thép là 35 năm rồi. Bây giờ cô mới lấy ra làm cái du lịch sinh thái nha. Ở đây nước cũng cạn. Cô ơi, mình ở thôn nào? Suối Giếng hả? Ở Suối Giếng này là người rất lây ở không cô? Có người Kinh không? À, rất lây với người Kinh nữa hả? Ủa ngày nào nước nó cũng, cái mực nước nó cũng cỡ đây hả cô? Nó có lên không? Nó có lên cao nữa không? Tháng 9, tháng 10 là nó lên cao. À, tháng 9, tháng 10 nó lên. Lên tới đây luôn. Ôi giời ơi. Tao đi được. Vậy là tháng 9, tháng 10 là nước nó cao, lúc đó nó đẹp á cả nha. Nhưng mà đẹp mà nó nguy hiểm nha. Lúc đó là mình không có lên vị trí cao được. Mình chỉ tắm ở dưới đây thôi. Lâu quá con không có lên đây. Hôm nay con lên con chơi. Ông già thế nào? Già đó. À chồng cô hả? Hôm bữa con có ghé nhà cô nhớ con không? Bữa con ghé nhà cô nhớ con không? Nhớ. 3 năm về trước. Là con heo á. Là con tới nhờ hai vợ chồng là bữa đó ăn mừng 700-800 ngàn người đăng ký vậy đó. Là nhà của hai ông bà ở đây nè cả nhà. Thép ghé thép chơi. Ở đây trong đây hiện tại có ai ở trong đây không cô? Có. Bây giờ con đi vô có ai ở trong đó không? Có. Có hả? À, để con vào đây con chơi một tí. Vào sâu trong rừng để coi thử bà con ở như thế nào cả nhà. Ở đây có một cái chòm dừa ở trong rừng. Vào sâu chút xíu ấy. Ở đây yên tĩnh ghê luôn. Có cái ngôi nhà đang bà con đang ở đó. Đã tiếp vào tiếp hỏi thăm nha. Sau 3 năm trở lại đây thì mọi thứ nó đều thay đổi tất tật hết luôn cả nhà. Cảm giác mà khi chúng ta vào trong những khu như thế này cảm giác thoải mái đầu óc kìa luôn. Dừa này chắc thép nghĩ ngày xưa bà con trồng chắc 40 năm tuổi rồi. Dừa này trồng lâu rồi, tại vì ở đây không có tưới nước nên cái dừa nó hơi cằn cỗi nha. Không biết có ai nhà hay không hả ta.
Con chào cô. Nhà cô hả con? Con vào chơi tí được không? Cho con vào chơi tí được không? Dạ. Cô tên gì? Cô là người rất lây hả? Rất lây. Dạ. Lúc trước con có tới đây rồi nhưng mà lâu quá chưa tới lại. Là chồng mất rồi. Giờ một mình cô ở đây hả? Có con không? Có. Mấy người con? Hai. Là hai người con cô cũng ở đây luôn hả? Có, đây kia này. À, còn nhà này là nhà cô hay nhà con của cô? Cô. À, cô dẫn nó bò đi đâu vậy? Cho nó ăn. À, cô cho nó ăn ấy, con xin phép đi chơi tí nha. Cảm ơn cô nha. À, nhà đây nhà của cô. Cô nói là chồng cô mất rồi. Cô ở không mình. Nhà thấy bà con đây phơi đồ. Nhìn đẹp không? Nhìn cái cảnh ngày xưa thôi. Ở đây hình như là họ lấy nước từ núi rồi đem xuống á. Nước chảy liên tục, đâu có đắm được đâu. Con chào cô. Cả đêm con ngủ đây luôn hả? Đi vòng vòng chơi là để khảo sát phát quà. Phát quà, chuẩn bị phát quà ở đây. Ủa cô nhà làm bằng gỗ hả cô? Ồ, nhà kiên cố hả? Lúc con tới đây chắc là con chưa làm này nhà này phải không? Chưa đâu, lâu. À, 3 năm nay rồi. Mưa ơi, anh hỏi cái này một cái. Hồi nãy anh hỏi mẹ em là ba em mất rồi đúng không? Dạ. Ba em tên là gì? Dạ, Ayuki. Ayuki hả? Dạ. À, là cho anh hỏi nha. Dạ. À, hồi nãy giờ anh thấy cái này hơi lạ một tí. Có nghĩa là chuồng cu này của ba em hả? Dạ. Nhưng mà sao anh thấy có một cái gì nó giống bia mộ mà nó ghi là Kỳ Cu Gái Ninh Thuận? Dạ, cái đó là từ khi ông ba em còn sống thì ông ba ghi như vậy để người ta vô chơi để thấy là ông ba em chơi cu. À, tức nghĩa là khi mà ba em còn sống mà người ta đi ngang qua ngang lại thì khi mà người ta thấy cái bia này á, dạ, là người ta sẽ liên hệ với ba em hả? Dạ, đúng rồi. Người ta gọi số điện thoại đây để người ta mua, dạ, mua cái con cái này kêu là cu cùm. À, là lúc mà ba em mất lâu chưa? Dạ, mất cách đây một năm. Là mọi chuồng cu này cứ để ở trang gì hả? Dạ. Sau ba em mất đi rồi thì em không thả nó đi luôn ấy? Dạ, ý là thả hết rồi. Còn cái này người ta cho nuôi. Cái những cái... Nuôi con cu khác lại. À, nuôi con cu khác lại hả? Còn cái con cu mà ông ba còn, hồi con ba còn sống thì thả đi cho ông ba. À, có nghĩa là bây giờ em nuôi để đẻ luôn hả? Dạ. Nó có đẻ không? Dạ có, đang trứng. À, hay ghê ta. Cái này là gọi là AV hả? AV cu gáy. Là nó ở đây là nó ăn uống rồi nó bắt cặp nhau nó đẻ ở đây luôn. À, là em có đẻ là em có bán không? Dạ, để nuôi. Để nuôi hả? À, anh tưởng đâu là cái này mình làm mình lưu giữ lại cái kỷ niệm của ba em chứ. Dạ. Ông ba thả đi, thả ra hết luôn hả? À. Mà nhưng mà hồi đó anh có tới đây cách 3 năm về trước anh có bao giờ gặp ba em chưa ta? Dạ chắc chưa. Mà nãy gọi hỏi mẹ thì mẹ nói là chưa thấy gặp. Dạ đúng rồi. À, nhưng mà qua cái chị hàng xóm là nói là cái ông mà hôm bữa anh Thép đi nghe qua nhà ổng là ổng mất rồi, mà trong ký ức của anh Thép là hình như là chắc là gặp ở đâu đó rồi chứ. Ừ. Nhưng mà hôm bữa cách đây 3 năm trước anh có tới đây mà. Nếu mà có tới đây chắc cũng gặp ba em á. À, mà cách đây 3 năm trước ba em có ở đây không? Dạ có. Ừ, nếu mà ở đây là chắc có thể là gặp ba em rồi á. Nhưng mà anh quên tên á. Dạ. Ừ. Thế là chắc có thể gặp ba em mà chắc không gặp tụi em. À, à. Hiện tại em làm cái gì? Hiện tại đi làm công ty. Làm công ty gì? Công ty gấu bông khu công nghiệp Chu Long. À, làm con ra con gấu bông hả? À, lương đồ họ trả tháng được 5-7 triệu vậy không em? Dạ có. Ừ, ở Ninh Thuận mình là một cái công ty tháng được 5-7 triệu cũng ngon á cả nhà. Là em làm một tuần bao nhiêu bữa? Dạ làm một tháng 7 triệu. Còn nếu mà làm nghỉ 3-4 ngày thì nó trừ lương còn 3-4 triệu. Một tháng mà em làm đầy đủ em không nghỉ chủ nhật. Dạ. Là 7 triệu hả? Không, ý là có nghỉ chủ nhật. Là 7 triệu. Dạ. Ồ, cũng nhiều quá chứ hả? Làm một ngày em làm 8 tiếng hay 12? Dạ 8. 8 tiếng mà 7 triệu là nhiều quá cả nhà. Mức lương đây là ok. Em nghĩ 7 triệu nó nhiều thôi. Dạ. Ừ. Rồi chồng em có làm đó không? Dạ có. À.
Vậy là hai người làm đó là quen nhau luôn hả? Cũng người rất lay luôn. À, sao anh cái suy đoán của anh sao nó đúng thế nhờ? Rồi chừng nào cưới? Dạ không biết. Cưới sớm sớm rồi chứ? Dạ không, tại vì không có tiền phải đi kiếm tiền trước cưới sao? À, đi kiếm tiền trước hả? Ờ, để tiếp tính coi. Làm đám cưới cỡ 20 củ. Em với chồng em làm cỡ 3 tháng là 2 tháng là được rồi. Dạ giờ cũng thiếu thốn quá nên từ từ cưới tụi. Bữa nay có mấy cái dịch vụ mà cưới trước trả sau nữa mà. Có anh nợ nhiều. Kiểu đó nợ nhiều. Anh thấy có mấy cái dịch vụ mà mình làm cưới xong rồi mình trả tiền cho người ta có nữa mà. Không, người ta có điều kiện người ta nợ trước rồi. Không, mình cưới xong rồi bà con lối xóm người ta đi thì mình lấy mình trả cho người ta. Đó, có mà, anh thấy có mà. Cưới về rồi hai vợ chồng làm ăn sao mình trả lại cho người ta. Có mà, ngày xưa thép chuẩn bị lấy vợ thép cũng suy nghĩ vậy á. Nhưng mà ông bà thương cũng hên là mình có. Ông mà chết cha quên rồi. Mình chưa cưới vợ mà ta. Ủa, tính ra anh chưa lấy vợ luôn á. Sao mà. Không, thiệt mà. Thép chưa làm đám cưới luôn á. Có nghĩa là biết sao ông vợ anh là anh quen nhau rồi đẻ con rồi mà chưa có cưới. Có nghĩa là như thế này cả nhà, thép với vợ thép quen 4 năm nay. 2 năm đầu tiên là chuẩn bị cưới, hình như là chuẩn bị cưới cái tháng đi cô thầy, thầy nói là mà con phải lấy cái tháng này nó mới hợp, thì trúng ngay cái tháng đó là dịch. Rồi qua năm thứ 3 hẹn nhau năm thứ 2 là không được, qua năm thứ 3 cũng trúng dịch luôn. Qua năm thứ 3 cũng trúng dịch. Rồi xong bắt đầu cái đợt cái năm thứ 3 đó là mới kêu gia đình ra dẫn về ở đây là năm rưỡi, đây là gần đúng rồi gần 2 năm rồi đó. Tính ra quen nhau là cũng 4 năm rồi đó. 4 năm mấy rồi cả nhà. Có nghĩa là chưa làm đám cưới đâu. Là lúc cách đây hơn 2 năm về trước đó, thì lúc mà cưới vợ mà không có tiền thì anh cũng đã từng suy nghĩ là mình lấy vợ lấy thiếu á, hiểu không? Dạ. Lấy xong bắt đầu có tiền mình trả cho người ta. Nhưng mà bây giờ thì chắc phải chờ con lớn tí, chờ nó biết đi luôn rồi cưới luôn. Thấy bạn bè nó cứ vợ mình cũng thèm chứ bộ. Nhưng mà chưa cả nha. Sau này thép cưới vợ thép mời khán giả đây nha. Ai rảnh thì tới đám cưới với thép cho vui nha. Khi mà chúng ta ở đây vào giấc khoảng 4 giờ chiều, không khí ở đây nó rất là mát. Nó làm cho mình cảm thấy lạnh mà đến nỗi mà nổi da gà luôn cả nhà. Lạnh, chắc khở thép nghĩ cỡ 5 giờ, 6 giờ là mình ở vị trí này thì như Đà Lạt luôn. Đi Đà Lạt xa hơn cả 100 cây lận. Cả nhà dành thời gian đó mình đi tới suối Tiền để mình chinh phục, khám phá, tắm suối. Rồi có cả dịch vụ ăn uống ở đây nữa thì thứ nào chịu nở cả nhà. Đó, bữa nào cuối tuần á, thường cuối tuần ở đây khách đông cả nhà. Nếu mà chúng ta có thời gian thì đi vào những ngày bình thường thì khách sẽ vắng, mình có thể có nhiều cái sân tắm đẹp hơn nha cả nhà. Đó, cho nên nếu mà cuối tuần mà tới đây thì cho cái lượng khách tới đây phải cỡ 200 người thì cái sân tắm của mình nó bị hạn chế đi nha cả nhà. Thì thường ngày thép cũng mới có chia sẻ với tất cả quý khán giả những cái video giúp đỡ những hoàn cảnh. Và đâu đó thì thép có xen kẽ vào những cái nội dung vay những cái view cảnh, phong cảnh đẹp ở Ninh Thuận để gửi đến tất cả quý khán giả xem để tránh nhàm chán. Với lại nhiều cô chú họ muốn tới Ninh Thuận mà không biết đi đâu cho đẹp thì đây. Suối Tiên.